Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Toyota ra mắt phiên bản Toyota Rush mới có hỗ trợ phanh khẩn cấp. Toyota Rush thế hệ mới ra mắt tại thị trường Malaysia có giá bán cao nhất 98.000 ringgit, khoảng 545 triệu đồng. Toyota Malaysia vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Light MPV Rush phiên bản mới được lắp ráp tại nước này. Theo đó, Toyota Rush mới sẽ có hai phiên bản 1.5G và 1.5S với giá bán lần lượt là 93.000 và 98.000 ringgit, khoảng 517 đến 545 triệu đồng. Điểm nổi bật trên Toyota Rush phiên bản mới là được trang bị hệ thống hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp AEB. Toyota Rush tại Malaysia gây ấn tượng với gói trang bị an toàn Safety Plus bao gồm 6 túi khí, màn hình cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo giao thông phía sau, hệ thống ổn định thân xe và hệ thống cảnh báo sớm va chạm chỉ có trên phiên bản 1.5S. Hệ thống này hoạt động giống như hầu hết các hệ thống phanh khẩn cấp tự động khác bằng cách sẽ đưa ra cảnh báo người lái khi hoạt động ở giải tốc độ từ 4 cho đến 100 km/h đối với phương tiện và từ 4 đến 50 km/h đối với người đi bộ khi sắp có va chạm xảy ra. Nếu người lái không có hành động giảm tốc độ, hệ thống sẽ tự động can thiệp vào phanh để cố gắng ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự cố đến mức tối đa. Ngoài ra, một phần của hệ thống này cũng bao gồm cả cảnh báo khởi hành phía trước bằng những trang bị an toàn này. Toyota Rush càng củng cố về độ an toàn và tiếp tục đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asian NCAP. Ở phiên bản mới, Toyota Rush có trang bị tiêu chuẩn đắt tiền như camera 360 độ, màn hình DVD giải trí 6 inch, 4 ổ cắm điện trên xe, điều hòa tự động. Về thiết kế, tổng thể Toyota Rush phiên bản mới vẫn tương tự như phiên bản trước đó, hiện đang được bán tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Động cơ xe sử dụng cũng giống tại Việt Nam là loại 2NRVE đi kèm dual VVT-i giúp tối ưu nhiên liệu tốt hơn. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.